Chào anh em ạ. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái chứng bệnh của cái máy động cơ Kubota này nha anh em. Thì hai cái chứng bệnh nó khác biệt á, nhưng mà có anh trên kênh hỏi mình cũng lâu rồi. Với cái trường hợp mà khách hàng gần mình cũng bị, mình cũng có nghe nói rồi. Thì hôm nay mình sẽ trình bày là chứng bệnh nước qua nhớt và nhớt qua nước nha anh em. Hai cái này là nó khác nhau nha anh em, nó không có giống nhau. Thì mình sẽ nói từng trường hợp một để anh em biết đường khắc phục nha. Thì cái bên cạnh mình là cái con động cơ Kubota này nha anh em. Thì động cơ này nó không có bị bệnh gì hết nha anh em, tại vì cái động cơ này mới làm lại rồi. Thì mình sẽ dùng con động cơ này để mình nói lên cái động cơ bị bệnh á, cái trường hợp á, để cho anh em dễ hiểu thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào trực tiếp để mình nói cho anh em hiểu nghe anh em. Ngày đầu tiên mình sẽ nói cái trường hợp là nước qua nhớt nha anh em. Tức là nước giải nhiệt của động cơ á, nó sẽ lòn qua nhớt. Thì lúc mà anh em thăm nhớt á, như mình sẽ rút cái tay nhớt này ra. Mà anh em thấy có nước trong đây nè nghe anh em. Nó trùng nước trong cái tay á, là như cái máy mình làm là ok luôn nè anh em thấy không? Là không có nước nhớt gì hết. Ủa không có nước mà nhớt nó trong veo nghe nghe anh em. Còn trường hợp mà nước nó lòn qua động cơ á, là nhớt động cơ nó sẽ tự dâng lên có nước xanh ở dưới luôn nha nè. Thì cái trường hợp đó thì thứ nhất là do nứt nắp hoặc nứt lốc máy nè anh em. Nói chung nó có nhiều cái nguyên nhân lắm, nhưng mà đa số là cái trường hợp mà nước qua nhớt á, là chỉ đa số là nó bị là nứt lốc với nứt nắp thôi nha anh em. Đó, thì cái trường hợp là thường thường nó bị là giữa cái máy số giữa hai cái lồng xi lanh, máy số 1 với máy số 2, với máy số 2, máy số 3, giữa số 3 với số 4. Nói chung là hai cái kẻ ba cái kẻ mỏng anh em, thì nó dễ bị nứt cái lằn lồng xi lanh lắm. Nứt nó thì thường thường nứt nhẹ thì anh em để qua đêm thì nó đề lên có ra khói trắng, dưới nó ra chút nước á, là nó bị nứt nhẹ. Còn trường hợp nứt nặng á, thì nước nó trào qua nhớt này nhiều lắm. Thì cái trường hợp đó thì muốn sửa lại á, thì anh em phải lấy ra đóng lồng lại cái mới nha anh em. Còn nứt nắp thì anh em hàng là nắp ha, thay nắp mới gì á ha, bị thổi gòn gì cũng vậy nữa, đôi khi nó cũng bị thổi gòn, nó cũng bị nước cũng lòn qua nhớt được nữa nghe anh em. Thì có nhiều trường hợp lắm, thì ở đây mình chỉ đại khái điển hình thôi. Còn cái trường hợp á, mà để mà nhớt qua nước, nhớt nè, nhớt từ động cơ nè, nhớt động cơ mà nó lòn qua cái bên cái cách nước á anh em, thì ở đây mình không có cách nước, mình sẽ điển hình như trường hợp mà để máy không vậy nè, mà không biết nhớt cái đâu á mà nó lòn qua được cái cách nước phía trên này nè anh em. Như lòn nhớt qua được trong nước này nè. Cái trường hợp này á thì do xương hàn nhớt nha anh em, kêu bằng xương hàn nhớt. Xương hàn nhớt là gì thì mình cũng nói cho anh em biết. Xương hàn nhớt là cái này nè anh em. Thế mình lòn ở đây nè, đây là cái xương hàn nhớt của động cơ Kubota. Thì nó dùng để làm gì? Có nghĩa là nó sẽ dùng để làm mát nhớt của động cơ này nghe anh em. Nó sử dụng nước của động cơ làm mát nhớt của động cơ. Đó. Mà khi mà cái xương hàn nhớt này nó bị gò gỉ, nó không kín anh em. Có nghĩa là lúc mà động cơ mình chạy á, áp suất nhớt của trong cái này nè, nó bơm qua đây nè, nó lớn á, nó có thể nó gò gỉ qua đường ống nước này nè anh em. Là cái xương hàn nhớt này nó bị gò gỉ ha, nó bị mục gì đó, thì nó sẽ đưa nhớt của động cơ nè, nó lòn qua nước đó. Thì mấy cái trường hợp này là anh em phải để ý nha, nó
nếu mà nó bị cái này thì anh em chỉ cần dặn ốc ra thay thôi. Cái này có mấy trăm ngàn à nghe anh em, 700-800 ngàn vậy đó, đồ hãng á. Thì đa số anh em không biết á, rồi cái cứ tháo nước qua nhớt, nước qua nhớt á, thì mấy trường hợp kia, còn nhớt qua nước á, thì có trường hợp này này anh em, đa số trường hợp này bị, mình nói cho anh em biết để anh em cứ cũng hỏi mình hoài hả. Đó, còn con máy này có nhiều người hỏi lắm mà tụm gai mình bận á, mình không có trả lời được luôn á anh em. Có anh em hôm một hai bữa nữa đợi ấy là lên coi để lấy, thì anh nào coi được thì lấy trước lấy nha anh em. Thì hôm nay mình rảnh mình về đây mình làm video nè, quay cho anh em là xem lần nữa. Anh em nhớ là nhớt qua nước á, là trường hợp này này anh em, nhớt qua nước có nghĩa là nhớt từ động cơ qua nước nó sẽ nổi lên cái trên đây nè anh em, mình nói rất kỹ luôn á cho anh em dễ hiểu. Còn trường hợp mà nước á, nước từ của động cơ này nè, nó sẽ lòn qua cái bầu diều của nhớt á, là cái trường hợp bị nứt lóc hay nứt nắp đồ á. Đó, nó hai trường hợp nó khác biệt nha anh em, chứ anh em đừng gom chung lại với nhau. Còn nhiều anh em á hỏi vì sao mà cái nhớt á, nó ra mấy đường cổ ống xả này nè anh em, thì nó cũng có nhiều cái nguyên nhân lắm. Có thể là lỏng bạc gì đó nó đưa lên, hay gãy bạc gì đó nó đưa lên, hoặc nó có thể là do chân kích của anh em á, phát chân kích á, nó bị hư hay gì đó nó cũng thổi lên nữa. Bởi vậy nó có nhiều trường hợp lắm, cái này mình chỉ nói qua lo thôi, chứ để xác định nó thì phải tháo ra nghe. Còn nếu còn trên động cơ thì anh em phải kiểm tra kỹ rồi mới xác định được cái bệnh mà để làm việc để nó. Như cái máy mình ở đó nó cũng bị phát chân kích anh em, thì mình cũng tháo cái đập nắp chụp cò này nè, rồi mình tự thay nha luôn nha anh em, là ok. Đó, mình không có đụng tới động cơ trong, mình chỉ tháo cái chụp cò này ra, mình thay phát chân kích thôi, thì máy chạy lâu ngày thì nó sẽ bị thôi. Như cái máy mình nói chung là lâu ngày mấy cái phốt phải phốt cổ đầu này nè, như mấy phốt cái ba dê sao phốt đuôi bánh trớn bị hết. Còn máy này mình làm lại rồi hết rồi, nhưng mà do gắn trên cái nền này nó không có đều á, lúc mà tớp ga hay lên ga nó bị nhảy ra tự động á nè, nó không ngon. Phải đặt trên động cơ quá, đặt lên chỗ nó yên á chạy mới ngon. Rồi thôi, cái video này mình xin tạm dừng đây nghe anh em. Nói chung động cơ này là mình tính để lại xài luôn anh em, động cơ này mình làm im lắm á. Thấy vậy đưa máy là chạy ở đang dầu nè, máy này mình làm theo kiểu là ít chân dầu nha anh em, đó ít chân ăn dầu. Dùng để chạy bền đó nè, chạy. Nếu mà anh em không lấy là mình để dành chừng nào sắc ghẻ mình sẽ đóng một con máy cổ nữa nha anh em, đóng con máy cổ là xiên cây luôn. Bây giờ mình đóng đậy lại để mình chuẩn bị mình về nhà nha anh em. Rồi hẹn gặp lại anh em cho ở video sau nha.